tại sao chúng ta phải chấp nhận một cuộc sống bình thường ở nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm những cái điều phi thường ở thành phố Louisville, Texas. Thành phố này như một cuộc phiêu lưu bên hồ nước lớn Louisville với diện tích lên tới là 29.000 acre, đường hồ nước dài 233 mile, và đặc biệt đây còn được biết tới là thủ đô câu cá bass tại tiểu bang Texas. Và đây là địa điểm lý tưởng cho những hoạt động vui chơi, du thuyền, bơi lội, câu cá, trượt nước. Và để biến tất cả mọi thứ trở thành hiện thực, hãy đến với Community Parker Place tại Louisville. Khu community này với tiền thuế vô cùng hấp dẫn chỉ 1.75% mà thôi. Thứ hai là vị trí vô cùng đắc địa với nằm kế bên Sam Rayburn Tollway, Dallas North Tollway, 15 phút đến sân bay DFW và 30 phút đến downtown Dallas. Còn chần chừ gì nữa, vào khám phá thôi. Hiện tại chúng ta đang ở bên trong cái nhà model của David Wigley's Home. Đây là một builder khá nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm xây dựng nhà. Và trong community này chúng ta sẽ có 7 lot đất available với 10 mẫu nhà khác nhau. Thêm nữa sẽ có 4 inventory home. Có rất nhiều option đa dạng cho mọi người lựa chọn. Nhỏ nhất là 2.001 square feet với 3 ngủ 2 tắm. Và bự hơn là 5 ngủ 4 tắm. Và giá khởi điểm là 686.000. Với cái nhà model The Bending này thì cảm nhận của Charlie ra sao? Em cảm nhận rất là tuyệt kìa nè. Cứ như là khi mình vừa bước vào á, mình thấy ngay cái kiểu cầu thang hiện đại, nó kiểu thông thoáng, gần như là một cái điểm nổi bật của builder này. Đi từ từ vào trong á, nó cho mình không gian mở một mục của những cái nhà hiện đại bây giờ. Cộng với nhìn thẳng tay em á, là những cái sliding door, nhìn trực tiếp cái backyard mình rất là thông thoáng, gần như là phòng ốc của mình là đủ ánh sáng luôn. Mà nhìn về phía bên tay phải bên đây á, wow, thấy không? Một cái mẫu nhà mà gian bếp nó rất là ấm cúng rồi nè. Nó tạo cảm giác tất cả mọi thứ nó hòa quyện vào nhau, gia đình cùng sinh hoạt ở đây thì nó quá tuyệt vời. Đúng rồi, và cái cảm nhận đó khi mà bước vô cái nhà này chia không gian sinh hoạt cũng khá là hợp lý. Để nói về cái square feet nhà này là gần 3.200 square feet. Wow. Và họ có một cái upgrade đó là lầu 3. Là thêm một không gian sinh hoạt riêng cho mình. Ừ. Thì tính ra cái nhà này sẽ có là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 3.200 square feet và có thêm một study office room ở trên lầu 2 của mình. Thì cá nhân Alex đánh giá thì mẫu nhà này vô cùng là phù hợp với giới trẻ hiện tại. Họ không quan trọng là sân sau bự vì cái lot size đây chỉ có là 40x100 feet mà thôi. 4.000 square feet lot thì tương đối là trung bình. Nhưng mà không gian bên trong rất là gần gũi, ấm cúng với nhau. Gia đình sinh hoạt với nhau cũng rất là dễ thương. Quá tuyệt vời. Wow, thấy khu vực dining này thực sự nó cũng là ở mức trung bình so với những căn nhà triệu đô mình xem thôi. Nhưng mà nó là em thích cái cách bài trí của họ với những ô cửa sổ hai bên, bốn cửa sổ lớn ra ngoài, cũng như cách bài trí rất là thiên nhiên, tạo cảm giác rất là ấm cúng cho gia đình của mình đó nè. Dạ. Đúng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những không gian khác của căn nhà này nha. Đi thôi. Khi lên với không gian lầu 2 thì trước mắt của chúng ta ở đây sẽ là một không gian office study room vô cùng rộng rãi và thoải mái. Và bên ngoài ra thì cái lầu 2 này sẽ có thêm 3 phòng ngủ nữa, một phòng master size khá là rộng, thêm với 2 cái phòng ngủ nhỏ, một phòng nhìn ra phía trước căn nhà của mình, và có một phòng master bathroom và một phòng full bath cho hai phòng này share với nhau. Wow, em thấy ok quá, nên là tầng 1 thì dành tất cả mọi thứ cho living room luôn. Trên lầu đây thì tập trung cho 3 phòng ngủ, 2 cái bath, một phòng office luôn. Nhưng mà đặc biệt nãy anh có nhắc đến là nhà này nó có lầu 3 đấy, thì có điều đặc biệt gì không anh? Chắc chắn rồi, cùng lên khám phá. Wow. Charlie với mọi người thấy không, đây chính là không gian lầu 3 mà một phần upgrade. Thì nói sơ qua là không gian này nó rơi vào khoảng là 1.000 square feet. Mà để có được không gian này thì người mua sẽ phải trả thêm là 80.000. Nhưng nó đem lại chúng ta điều gì? Một không gian ngay trước mắt vô cùng rộng, làm living room, làm game room đây cũng rất thoải mái. Có thêm một phòng ngủ vô cùng riêng biệt ở đây và một cái phòng full bath, thì đây cũng thể là một không gian sinh hoạt riêng tư cho mình, rất là thuận tiện. Theo quan điểm của em thì 80.000 nữa mà cho một không gian như vậy là em nghĩ là hoàn toàn xứng đáng.
mình có nguyên một cái game room rất là rộng rãi nè, mình có nguyên cái bedroom, mình có nguyên cái full bath luôn, một không gian riêng biệt ngay chính trong ngôi nhà của mình. Vừa rồi Alex và Charlie cùng với nhà chế độ Dallas đã đưa mọi người khám phá một khu nhà vô cùng thú vị tại thành phố Louisville. Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố như vị trí nhà, mẫu nhà đẹp, hơn nữa là thuế vô cùng thấp, chỉ 1.75%. Để trải nghiệm nhiều hơn những điều phi thường của nhà chế độ Dallas, mọi người đừng quên like, share, subscribe để kênh càng nhiều video nữa nha. Rồi.